Đi chết. Đây các bạn xem đồ nhé. Này, đam hai phát là chết thôi. Nhưng mà cẩn thận. Quá lên 100 được. Tìm chỗ đứng. Tìm chỗ nấp phù hợp sống. Nấp sai thì chết. Nóng quá rồi. Nóng cả mày.
Hết mấy quả tên lửa là chùm nó đông phát chết luôn. Chín mươi lăm là 100 rồi. Đấy, một phát đạn này mất 50% máu rồi. Một phát đạn lạc. Đau quá, đau quá. Thôi. Kinh quá. Đi chết. Bỏ này nhiều cảm tử ra. Ngồi xong rồi, bán này đi rồi. Chủ vũ khí nó á, ấy hàng về tên lửa chết rồi. Chỗ nắp này ôi trời đau quá, thôi chết rồi, người vừa chết rồi, người dính vào chết rồi, hồi sinh rồi thôi, tám lần hồi sinh rồi. Thôi. Này một ít là chết luôn đấy. Rồi, 100 rồi. Bao giờ chết đây trời. Nóng máy quá. Lát tung đi.
bài toàn sẽ nổ sẽ lao sợ thật. Vừa né qua tên lửa đấy, tên lửa đỏ đấy, hai ngoài nó chết luôn. Máy gặp này chịu không né được nữa. Bắn là chết rồi. Trời ơi, máy móc này. Ngáo người. Thôi để tôi tự tử đi, xong rồi tôi cho các ông xem là đồ của tôi như nào nhá. Hoàn thua. Rồi tự tử đi. Tự tử. Đây cho ông xem đồ của tôi. Ba 600 sao. Tía tí cho ông xem đồ của tôi. Đấy đồ gì đâu, đồ chẳng có gì. Chưa. Chúng côi ra đây, Tesla đang thiếu một con hết tiền. Thôi nha, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Mình là Farm Block, hôm nay mình test thử cái game xe tăng này xem ra làm sao. Thằng 128 này chuẩn bị mình lên, bây giờ mình vượt nó bây giờ này. Máy mình yếu quá, tí mình vượt là sao nhé. Chào các bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ.